Hãy nhìn vào đây, tin tôi đi, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những hình ảnh này. Rất có thể, những gì chúng ta đang thấy là một bước ngoặt mang tính quyết định, làm thay đổi lịch sử một lần và mãi mãi. Hóa thạch của những sinh vật được cho là không phải con người này đã được trưng bày tại phiên điều trần quốc hội công khai ở Mexico về các hiện tượng dị thường liên quan đến vật thể bay không xác định ngày 12 tháng 9 vừa qua. Tôi biết là chúng ta đã có nhiều hình ảnh, nhiều bằng chứng hay nhiều lời đồn đại liên quan đến người ngoài hành tinh. Nhưng một bằng chứng rõ ràng và cụ thể như thế này được một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói và giới khoa học chính thống công khai thì vẫn là khá hiếm hoi. Tuy nhiên, việc những xác ướp này có phải thật sự là của người ngoài hành tinh hay không thì vẫn còn là một tranh cãi cực kỳ gay gắt. Bên cạnh những người hào hứng bởi sự kiện quan trọng này thì một số khác lại cho rằng đây cũng chỉ là một trong vô số những trò lừa bịp hoang đường về người ngoài hành tinh đã từng bị phanh phui. Như đã hẹn, video hôm nay sẽ là nơi chúng ta bàn luận về hai xác ướp người ngoài hành tinh vừa được công bố tại Mexico để xem nó là một bước đột phá mới của nhân loại hay là một trò lừa bịp thế kỷ công phu. Đầu tiên, hãy cùng nhau điểm qua một chút tin tức về hai xác ướp kỳ lạ đang gây xôn xao cộng đồng mạng vừa qua. Quốc hội Mexico hôm 12 tháng 9 đã tổ chức phiên điều trần về hiện tượng trên không không xác định, thuật ngữ hiện nay dùng để mô tả UFO. Những sinh vật không phải người nói trên, với thân hình nhỏ bé, bàn tay có 3 ngón và đầu thon dài, trông giống như thứ bước ra từ một bộ phim bom tấn Hollywood về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Nhà báo nổi tiếng và là chuyên gia về UFO, Jamie Maussan đã xuất hiện trước các nhà lập pháp Mexico để trình bày về thứ mà ông tuyên bố là hai xác chết người ngoài hành tinh cổ đại, không phải con người. Ông nói rằng các hài cốt này được tìm thấy vào năm 2017 từ Cusco, Peru. Sau đó qua phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy chúng có niên đại lên tới 1.800 năm tuổi. Những tuyên bố có vẻ hoang đường của ông Maussan không có bằng chứng của bên thứ ba được đưa ra trong phiên điều trần về UFO tại Quốc hội Mexico. UFO hiện nay được chính phủ Mỹ gọi là UAP, viết tắt của từ tiếng Anh, có nghĩa là hiện tượng dị thường không xác định. Một thuật ngữ chung mới để mô tả các vật thể được phát hiện trong không trung, biển và vũ trụ khó có thể lý giải. Trong phiên điều trần, ông Jamie Maussan mang tới hai chiếc hộp chứa thứ mà ông nói là xác ướp của người ngoài hành tinh được tìm thấy ở Peru vào năm 2017. Ông cho biết, việc xác định niên đại bằng carbon 14 do Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thực hiện đã xác định hai bộ hài cốt có niên đại lần lượt là 700 và 1.800 năm tuổi. Mỗi mẫu vật chỉ có 3 ngón tay trên mỗi bàn tay và chiếc đầu thuôn dài, giống với nhân vật E.T. của Hollywood. Ảnh chụp X-quang của các mẫu vật cũng được trình bày trong phiên điều trần. Các chuyên gia ra làm chứng tuyên bố rằng một mẫu vật có bộ phận dường như là trứng hoặc buồng trứng, trong khi mẫu còn lại có phần cấy ghép bằng các kim loại quý hiếm như osmium. Ông Maussan đã phát biểu rằng đây là lần đầu tiên sự sống ngoài trái đất được thể hiện dưới dạng như vậy. Và tôi nghĩ có một bằng chứng rõ ràng rằng chúng ta đang xử lý các mẫu vật không phải con người, không liên quan đến bất kỳ loài nào khác trên thế giới của chúng ta. Phiên điều trần cũng nhằm tranh luận khía cạnh ngôn ngữ về UFO trong luật bảo vệ không gian. Truyền thông địa phương cho biết, nếu loại ngôn ngữ này được chấp thuận, Mexico sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức thừa nhận sự hiện diện của sự sống ngoài hành tinh từng tồn tại trên trái đất. Ông cho hay, ngoài xác định niên đại bằng carbon 14, Trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico còn tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mẫu vật này. Kết quả tiết lộ rằng hơn 30% DNA của mẫu vật là không xác định, cho thấy rằng chúng không phải là một phần của quá trình tiến hóa trên cạn của chúng ta. Đó là những gì cơ bản nhất mà chúng ta cần biết về hai vật thể được cho là xác ướp của người ngoài hành tinh vừa được trưng bày. Bây giờ, quay lại câu hỏi lớn nhất của chúng ta, đó là những xác ướp này liệu có phải là thật hay không? Trước khi muốn xác định sự tin cậy của một thông tin nào đó, chắc chắn là bạn sẽ phải biết người đưa ra nguồn tin đó liệu có đáng tin cậy hay không. Rất nhiều bạn cứ hay hỏi cái người đưa ra thông tin là tin chuẩn chưa anh? Muốn biết tin chuẩn chưa anh?
thì hãy so sánh, hãy đọc các nguồn tin khác, hãy đọc báo. Nếu đọc được một tin mà vẫn còn cảm thấy rằng là chưa tin nổi, thì mình phải đi tìm kiếm các chỗ khác. Thay vì cứ nghi ngờ như thế, các bạn hãy đi tìm xem, đọc trên các báo khác, hãy tìm đọc trên các diễn đàn khác. Hãy biết tiếng Anh để hiểu các nguồn tin của nước ngoài, thay vì cứ đi thắc mắc là tin chuẩn chưa ảnh. Đối với vụ việc lần này, người đứng ra trình bày trước Quốc hội Mexico là Jaime Maussan. Ông đã từng có kinh nghiệm 50 năm trong nghiên cứu về UFO và luôn được đánh giá là một cây viết nổi tiếng. Thế nhưng, nếu những tuyên bố mới nhất của ông được chứng minh là sai, thì đây lại không phải là lần đầu tiên. Nhà nghiên cứu UFO, người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mexico để trình bày những phát hiện được cho là của mình. Nhưng trước đây, ông từng có liên quan đến những tuyên bố về khám phá người ngoài hành tinh, nhưng sau đó đã bị bác bỏ. Vào năm 2015, ông Maussan tiết lộ sự tồn tại của mẫu vật được cho là thi thể người ngoài hành tinh được khai quật ở Nazca, Peru. Tuy nhiên, sau đó, phát hiện về người ngoài hành tinh đó đã bị vạch trần là xác ướp được cho là của một đứa bé bị dị dạng đầu. Trên thực tế, những hộp sọ thon dài như vậy thường được các nhà nhân chủng học giải thích là kết quả của một phương pháp biến dạng sọ nhân tạo cổ xưa. Như một phần của nghi lễ tôn giáo cổ, trẻ nhỏ bị trói đầu bằng vải, dây thừng và thậm chí cả ván gỗ. Tức là xét về độ uy tín, Maussan rõ ràng không phải là một nguồn tin mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, muốn xác minh thực hư của hai mẫu vật được cho là người ngoài hành tinh kia, cần phải có những xem xét cụ thể hơn. Ở đây, ta có thể thấy các mẫu vật đều có kích thước nhỏ bé hơn nhiều so với con người. Tuy nhiên, chúng lại khá giống con người ở cấu trúc cơ thể khi cùng có bốn chi, bao gồm hai chân và hai tay. Khuôn mặt cũng có hai mắt, mũi và miệng tương tự như chúng ta. Một vài điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là bàn tay của các mẫu vật có ba ngón, dài bất thường và hộp sọ bị biến dạng khá nhiều. Cơ bản thì đây là hình mẫu người ngoài hành tinh đã quá phổ biến trong các bộ phim của Hollywood. Cụ thể hơn thì nó là chủng người ngoài hành tinh xám. Người ngoài hành tinh xám còn được gọi là Grace Roswell, một chủng loài ngoài trái đất phổ biến. Theo các báo cáo được ghi nhận, 73% tổng số các cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh được báo cáo ở Mỹ đều mô tả người ngoài hành tinh xám, một tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các chủng loài khác. Những tuyên bố như vậy chưa thực sự có độ chuẩn xác cao, nhưng thường thì Grace được mô tả là giống người với cơ thể nhỏ bé cùng làn da màu xám mịn, đầu lớn hơn nhiều, không có tóc và đôi mắt to đen. Có những nhân vật của chủng xám thường được mô tả trong khoa học viễn tưởng, và những mô tả tương tự đã xuất hiện trong nguồn tài liệu ban đầu viết về vụ Roswell năm 1947. Chủng xám thuộc kiểu những sinh vật dạng người nhỏ bé, có màu da xám, sở hữu các bộ phận bên ngoài cơ thể con người như là mũi, tai hoặc cơ quan sinh dục bị khiếm khuyết hoàn toàn. Cơ thể của chúng thường được miêu tả là thon dài, ngực nhỏ, thiếu cơ bắp và cấu trúc xương rõ ràng. Chân của chúng được miêu tả là ngắn hơn và có khớp nối khác với con người, với các chi có tỷ lệ khác với con người. Ngoài ra, chúng còn có đầu to bất thường tương ứng với cơ thể, không có lông trên cơ thể và không có tai hoặc mũi bên ngoài, rất dễ nhận ra. Đôi khi có lỗ hoặc lỗ nhỏ cho tai, lỗ mũi và miệng. Như vậy, nếu hai mẫu vật được Mexico công bố là thật, thì khả năng cao là chúng thuộc chủng xám. Tôi biết là bạn đang rất mong chờ rằng sau bao nhiêu bằng chứng mập mờ, thiếu thuyết phục, chúng ta cũng sẽ có được một thứ gì đó đáng chú ý để tin vào việc con người không hề cô đơn trong vũ trụ. Tôi cũng rất mong muốn là như vậy. Đầu tiên cần phải khẳng định, nguồn gốc của hai xác ướp trong tủ kính kia là một điều bí ẩn không có đủ căn cứ để xác minh. Theo tờ New York Times, vào năm 2017, Maussan đã tuyên bố tìm thấy 5 xác ướp người ngoài hành tinh nhờ thông tin từ kẻ trộm mộ tại Peru. Kết quả phân tích những mẫu vật năm đó cho thấy chúng hoàn toàn là giả mạo. Người ta sử dụng xương người, xương động vật và cả vải sợi thực vật để ghép nối lại, tạo thành nguyên mẫu. Chưa dừng lại ở đó, năm 2011, các nhà nghiên cứu còn xác nhận đầu của một xác ướp được cắt gọt, ghép nối từ hộp sọ của loài lạc đà không biếu. Và tất nhiên, lạc đà không biếu là loài động vật cực kỳ phổ biến tại nơi mà xác ướp được tìm thấy.
Chỉ có điều không ai lý giải được rằng tại sao hàng ngàn năm trước người ta lại đi ghép nối các mảnh xương người và động vật lại với nhau để tạo thành thứ kỳ quái như vậy làm gì. Và cũng chưa thể biết được các xác ướp được công bố hôm 12 tháng 9 có phải là một phần trong số các mẫu vật được công bố năm 2017 hay không. Trong quá khứ cũng đã có nhiều mẫu vật được cho là xác ướp của người ngoài hành tinh được công bố, nhưng rồi lại bị phanh phui ra là giả mạo. Ví dụ như xác ướp này, nó có tên là Ata và đã từng được cho là xác ướp tí hon của người ngoài hành tinh trong suốt một thời gian dài. Xác ướp Ata được phát hiện trong một chiếc bao nhỏ ở thị trấn khai thác mỏ Lanoria bỏ hoang. Một số người cho rằng đây là bộ xương của một loài linh trưởng không phải con người. Một số ý kiến khác suy đoán xác ướp có thể là bằng chứng người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất. Kiểm tra sơ bộ trong các nghiên cứu trước đây về xác ướp Ata cho thấy bộ xương thuộc về một đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi, dù kích thước của nó chỉ bằng một phôi thai. Ngoài chiều cao đặc biệt thấp, bộ xương còn có ít xương sườn hơn so với người bình thường và phần đầu hình nón. Nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Stanford phân tích bộ gen của Ata, sơ đồ gen nằm trong nhân tế bào. Kết quả phân tích giúp họ xác nhận Ata là con người. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng chứng minh Ata là bé gái sơ sinh có nhiều đột biến gen gắn liền với trứng lùn, vẹo cột sống và nhiều bất thường ở hệ cơ và xương. Gregory Nolan, giáo sư vi sinh vật học và miễn dịch học ở trường y thuộc Đại học Stanford, California cho biết. Độ trưởng thành rất cân xứng ở bộ xương khiến cơ thể trông hoàn thiện hơn nhiều dù bản thân mẫu vật rất nhỏ. Sự sai lệch trên ảnh hưởng lớn tới nghiên cứu. Do đó, chúng tôi cho rằng có một hoặc nhiều đột biến gen gây ra điều này. Các nhà nghiên cứu xác định 4 biến thể nucleotide đơn mới, một dạng đột biến gen ở những gen gây ra các bệnh về xương như chứng vẹo cột sống hoặc chật khớp, cũng như 2 SNV ở các gen liên quan đến sản sinh collagen. Ata cũng có 10 cặp xương sườn thay vì 11, một đặc điểm chưa bao giờ gặp ở con người trước đây. Giáo sư Nolan chia sẻ thêm về xác ướp rằng họ thực sự nghĩ bé gái là thai lưu hoặc chết ngay sau khi chào đời. Bé bị biến dạng nặng nề đến mức không thể bú sữa. Trong tình trạng đó, bé nên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các cơ sở y tế tuyến cao có thể không có sẵn ở khu vực hẻo lánh của Chile, nơi tìm thấy xác bé gái. Tình trạng nguyên vẹn của bộ xương chỉ ra nó có niên đại không quá 40 năm. Như vậy, kết luận lại, thì những gì được đưa ra điều trần trước Quốc hội Mexico hôm 12 tháng 9 vừa qua là chưa đủ thuyết phục để đưa chúng ta đến một bước đột phá mới trong việc tiếp cận với sự sống ngoài trái đất. Với cá nhân tôi, bằng chứng thuyết phục nhất và đáng tin tưởng nhất cho đến hiện tại về các vật thể bay không xác định hay người ngoài hành tinh vẫn là những ghi chép về vụ rơi đĩa bay ở Roswell năm 1947. Bởi lẽ, nó có đủ sự rõ ràng, nhưng cũng lại có đủ sự bí ẩn để người ta không nghĩ rằng đó là kịch bản được dàn dựng sẵn. Tất cả thông tin từ lời khai của nhân chứng, những ghi chép, báo chí hay tư liệu giải mật đều cho thấy sự tin cậy đặc biệt. 70 năm trước, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trên sa mạc phía tây nam nước Mỹ. Một vật thể bay không xác định rơi gần thị trấn Roswell, bang New Mexico. Quân đội Mỹ đã đưa ra những tuyên bố đầu tiên về vụ việc này, nhưng sau đó lại phủ nhận. Từ đó đến nay, sự việc vẫn được bao phủ bởi một tấm màn bí mật. Chính quyền Mỹ khăng khăng đây chỉ là một câu chuyện giả tạo hoặc một trò lừa đảo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là một sự kiện được nhiều người biết đến và đã được ghi chép lại một cách khá đầy đủ. Vào một buổi sáng trong tuần đầu tiên của tháng 7 năm 1947, Mark Brazel, một chủ trại nuôi gia súc ở New Mexico, trong lúc đạp xe ra ngoài để kiểm tra đàn cừu sau một đêm giông bão khủng khiếp, đã phát hiện thấy nhiều mảnh vỡ khác thường. Chúng tạo thành một cái máng tròn nông dài hơn 100 mét và nằm rải rác trên một khu vực lớn. Một số mảnh vỡ có những thuộc tính vật lý kỳ lạ. Sau khi nhặt lấy vài mảnh để mang về cho những người hàng xóm xem, Brazo lái ô tô vào thị trấn Roswell và gặp thị trưởng Josh Wilcox. Cảnh sát trưởng Wilcox sau đó đã thông báo cho các cấp chỉ huy ở phi trường Roswell của lục quân. Và cùng với sự hỗ trợ của các cấp phó,
ông ta đã đến hiện trường để tìm hiểu vấn đề. Ngay sau khi được thông báo, phía quân đội đã cử một lực lượng đến hiện trường để phong tỏa toàn bộ khu vực trong nhiều ngày và thu hồi các mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này được đưa đến phi trường Roswell và được các máy bay vận tải B-29 và C-54 chuyển đến sân bay Wright ở thành phố Dayton, bang Ohio để phân tích. Phi trường Roswell là căn cứ đóng quân của phi đội máy bay ném bom 509. Đây là phi đội tinh nhuệ, phi đội nguyên tử duy nhất trên thế giới. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 1947, Đại tá William Blanchard, chỉ huy trưởng phi đội 509, đã đưa ra một thông cáo báo chí khẳng định rằng những mảnh vụn của một vật thể bay không xác định bị rơi đã được thu hồi và nghiên cứu. Thông cáo này lập tức được truyền qua điện thoại để kịp thời xuất hiện trên trang nhất của hơn 30 tờ báo phát hành vào buổi chiều ngày hôm đó. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, một thông cáo báo chí thứ hai lại được phát ra từ văn phòng của Đại tướng Robert Remy, tư lệnh đơn vị không quân số 8 ở phi trường Fort Worth ở bang Texas, cách nơi xảy ra vụ đĩa bay rơi hơn 700 km. Thông cáo này phủ nhận lại thông báo ban đầu và khẳng định rằng Đại tá Blanchard cùng các sĩ quan trong phi đội ném bom số 509 ở Roswell đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi nhầm tưởng mảnh vỡ của một khinh khí cầu quan sát thời tiết và thiết bị phản hồi sóng radar của khinh khí cầu này là mảnh vỡ của một đĩa bay bị rơi. Có vẻ như chính phủ Mỹ muốn đánh lạc hướng dư luận và che giấu những gì đã xảy ra ở thị trấn nhỏ bé Roswell. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những bằng chứng của nhiều quân nhân và dân thường, những người trực tiếp liên quan đến sự kiện này, khẳng định rằng thông cáo báo chí về vụ rơi đĩa bay mà Đại tá William Blanchard của phi đội ném bom số 509 ở Roswell đưa ra là đúng sự thật. Còn thông cáo thứ hai về vụ rơi khinh khí cầu quan sát thời tiết chỉ là một câu chuyện giả tạo mà chính quyền Mỹ vội vàng đưa ra để che giấu sự thật mà thôi. Nhưng ai đã từng biết và làm việc với Blanchard đều nhận xét rằng ông là một người kiên định, nghiêm túc, thực tế, chứ không phải loại người tự đem mình và lực lượng không quân ra làm trò hề. Nói một cách khác, nếu Blanchard đã đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố có một đĩa bay rơi, thì thực tế là đúng như vậy. Đại tá Blanchard sau này còn tiếp tục thăng tiến và được phong là Đại tướng, Phó Tư lệnh Không quân Mỹ. Một con người dày dặn kinh nghiệm, đầy lòng kiêu hãnh và kiến thức sâu rộng, không thể nào nhầm lẫn giữa một khí cầu thời tiết với một loại vật thể bay không xác định khác được. Sự thật đã bị các nhà cầm quyền cố gắng che giấu, thế nhưng không phải ai cũng cố gắng giấu nó đi. Nhân chứng đầu tiên mà các nhà điều tra tìm đến, sẵn lòng làm chứng và cho phép sử dụng tên thật là Trung tá Jesse Marshall, sĩ quan tình báo thuộc phi đội ném bom số 509 ở Roswell. Ông là một người có năng lực chuyên môn cực tốt và là một trong hai sĩ quan quân đội đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ rơi đĩa bay. Trong một buổi phỏng vấn được ghi hình vào năm 1979, Jesse Marshall tiết lộ, đó không phải là một khinh khí cầu quan sát thời tiết, cũng không phải là một chiếc máy bay hay một quả tên lửa. Loại vật liệu tìm thấy tại hiện trường có một đặc tính kỳ lạ. Nó không cháy, nhẹ bẫng, rất mỏng, không dày hơn lớp thiếc bọc phía trong các bao thuốc lá. Tôi đã cố gắng bẻ cong một mảnh nhưng không được. Chúng tôi thậm chí đã thử dùng búa đập, nhưng nó cũng không bị lõm. Những mảnh vỡ này, theo lời kể của ông, không phải được làm ra từ loại vật liệu có nguồn gốc từ trái đất của chúng ta. Trên đường trở về căn cứ, ông còn dừng lại nhà mình và chỉ cho vợ và đứa con trai 11 tuổi xem những mảnh vỡ khác thường này. Một đoạn nhỏ dầm chữ Y có những chữ tượng hình kỳ lạ giống như các biểu tượng trên bề mặt của nó. Con trai của ông, Jesse Marcel Con, giờ đây đang hành nghề Y và cũng là một phi công lái máy bay trực thăng giỏi của lực lượng phòng vệ quốc gia, vẫn còn nhớ rất rõ sự kiện đó. Jesse Marcel có thể vẽ lại một cách chi tiết một số biểu tượng hiện trên những mảnh vỡ đó. Năm 1947, cố đại tướng Thomas Dubois, lúc đó mới chỉ là đại tá và là tham mưu trưởng dưới quyền đại tướng Remy ở sở chỉ huy của lực lượng không quân số 8 ở Fort Worth, bang Texas. Trước lúc mất năm 1992, đại tướng Dubois nói rằng chính ông là người đã nhận điện thoại của đại tướng Clemence McMullen gọi đến từ sân bay Andrews ở thủ đô Washington. Vị chỉ huy này đã ra lệnh cho ông bịt các thông tin liên quan đến sự kiện này bằng cách tạo ra một câu chuyện khác để đánh lạc hướng báo chí và dư luận. Chưa dừng lại ở đó, đại tướng đã về hưu Arthur E. Easton, mới chỉ là trung tá khi còn công tác ở phi trường Wright ở Dayton, bang Ohio,
Vào thời điểm tháng 7 năm 1947, thì những mảnh vụn được người ta đưa về Roswell. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1990, Đại tướng Eisenhower tiết lộ, người ta đã tiến hành đủ mọi thử nghiệm, từ phân tích hóa học, thử ứng suất, độ nén, uốn cong. Các mảnh vỡ được mang vào các phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu. Một số mảnh người ta có thể dễ dàng xé rách hoặc làm biến dạng, nhưng có những mảnh khác dù rất mỏng nhưng lại cứng kinh khủng và không thể dùng búa đập lõm được. Những người phân tích loại vật liệu lạ này đều nhất trí rằng đây là các mảnh vụn đến từ vũ trụ. Bằng chứng của Glenn Dennis cũng là một trong những thứ khiến không ít người nghi ngờ về sự thật của vụ rời địa bài ở Roswell. Glenn Dennis vẫn còn sống ở Roswell, bang New Mexico và là một thương nhân khá nổi tiếng. Năm 1947, Glenn Dennis lúc đó là một người làm công việc phục vụ các đám tang của công ty Ballard Funeral Home. Công ty này có một hợp đồng cung cấp dịch vụ tang lễ và cấp cứu cho sân bay Roswell. Trước khi biết được các thông tin về việc thu hồi các mảnh vỡ kỳ lạ ở Roswell, một buổi chiều, ông nhận được vài cuộc điện thoại của viên sĩ quan phụ trách tang lễ ở phi trường. Người này hỏi ông xem có loại quan tài nhỏ kín hay không. Ngoài ra, người này còn hỏi ông về cách thức bảo quản để giữ được vài ngày các tử thi mà đã tiếp xúc với môi trường. Trong lúc trao đổi với ông, viên sĩ quan đã vô tình hé lộ thông tin khi tỏ ra lo lắng về thành phần hóa học của các mô trong các tử thi này bị thay đổi. Cuối buổi tối hôm đó, tình cờ ông vào bệnh viện trong căn cứ. Tại cửa sau của bệnh viện, ông quan sát thấy hai xe cứu thương của quân đội với những cánh cửa sau được mở toang. Từ đó thò ra những mảnh vỡ lớn từ chiếc địa bài bị rời, trong đó có cả một mảnh có một dãy những biểu tượng khác thường trên bề mặt. Sau khi đã vào phía trong bệnh viện, ông gặp một nữ y tá trẻ mà ông quen biết. Ngay lúc đó, lực lượng quân cảnh phát hiện thấy có sự có mặt của ông liền yêu cầu ông ra khỏi tòa nhà. Ngày hôm sau, ông lại gặp người nữ y tá đó. Cô giải thích cho ông chuyện gì đang diễn ra trong bệnh viện. Cô kể lại rằng, họ đã gọi cô đến để hỗ trợ cho hai bác sĩ tiến hành công việc khám nghiệm tử thi của một vài thi thể nhỏ bé không phải của con người. Cô nhắc đến thứ mùi kinh khủng, một thi thể vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn, nhưng các thi thể khác thì đã bị nát bươm. Cô nhận thấy có những điểm khác biệt giữa bộ xương của chúng với bộ xương của con người. Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Người nữ y tá này sau đó đã bị chuyển công tác và ông không bao giờ gặp lại. Các nhà nghiên cứu mới đây đã tiết lộ, phần chính của chiếc đĩa bay đã rơi xuống vị trí cách trại chăn nuôi gia súc của Brazil một đoạn. Theo lời kể của các nhân chứng, đây cũng là nơi các thi thể của người ngoài trái đất được tìm thấy. Hầu hết các nhân chứng có mặt ở địa điểm thứ hai này đều không đồng ý tiết lộ danh tính bởi sợ bị chính phủ xử lý. Một công ty luật có tiếng tăm gần đây đã giành được quyền bảo hộ về mặt luật pháp cho bất kỳ nhân chứng nào sẵn sàng công khai những gì họ biết. Các luật sư của công ty này đã gặp mặt một số nhân chứng trong vụ Roswell. Ngoài Glenn Dennis, những nhân chứng khác cũng bị nhắc nhở hoặc đe dọa. Theo những người trong gia đình cảnh sát trưởng Wilcox, quân đội đã cảnh báo cảnh sát trưởng và toàn bộ những người trong gia đình của ông rằng tính mạng của họ sẽ bị đe dọa nếu ông nói ra những gì đã trông thấy. Người chủ trại chăn nuôi gia súc đầu tiên phát hiện ra xác đĩa bay rơi, Mark Brazo, đã bị quân đội quản thúc gần một tuần và chỉ được thả ra khi ông thề tuyệt đối giữ bí mật. Ông không bao giờ nhắc lại sự kiện này, kể cả với người thân trong gia đình. Vài tháng sau khi xảy ra vụ rơi đĩa bay, con trai của người chủ trại chăn nuôi gia súc, Bill Brazo, đã tìm thấy và gom góp lại được vài mảnh vỡ của chiếc đĩa bay bị rơi. Anh bí mật giấu chúng trong một hộp đựng thuốc xì gà, nhưng sau này vẫn bị quân đội phát hiện và tịch thu. Roswell là một sự kiện được ghi chép lại rất cẩn thận. Nhưng một câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao các phương tiện truyền thông lại không hào hứng với vụ việc? Có hai lý do để giải thích cho điều này. Thứ nhất là cách tư duy tiêu cực. Về mặt bản chất, con người có một xu hướng chống lại bất kỳ hiện tượng nào thách thức những nhận thức trước đây của họ về thế giới thực tại. Trong hầu hết mọi trường hợp, một kiểu thái độ như vậy thỏa mãn chúng ta và được gọi là thái độ hoài nghi. Trong những trường hợp khác, nó có thể khiến những người có hiểu biết không muốn xem xét các bằng chứng, nhất là khi chứng cứ đó dường như thách thức sự hiểu biết của con người. Nguyên nhân thứ hai và gây tác hại lớn nhất chính là thái độ giễu cợt. Từ lâu, UFO đã được người ta gắn với những câu chuyện kỳ lạ, những trò lừa.
Người ta thường có xu hướng xếp các câu chuyện về UFO cùng loại với những câu chuyện ma, chuyện thần bí, có phép màu và những loại hình siêu nhiên khác. Do đó, những chuyện liên quan đến UFO khó làm cho mọi người tin là sự thật. Kết cục là, các phương tiện truyền thông hiếm khi đề cập đến lĩnh vực này, ra đi khi báo chí tìm hiểu một cách nghiêm túc hay cẩn thận về nó, bởi không ai muốn tự biến mình thành mục tiêu của sự giễu cợt. Trong khi đó, các cơ quan hữu quan, chẳng hạn như Cục Tình báo Trung ương Mỹ, đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra khi tìm kiếm những tài liệu về vụ Roswell hoặc liên quan đến UFO thông qua đạo luật tự do thông tin. Các nhà nghiên cứu đã liên tục gặp phải các trở ngại. Người ta trả lời rằng không có các tài liệu đó hoặc chúng không thể được công bố bởi các lý do an ninh quốc gia. Số ít những tài liệu được công khai thì thường đã bị bôi đen đến mức chúng chẳng diễn đạt một ý nghĩa nào cả. Tại sao chính phủ Mỹ một mực khẳng định không có gì quan trọng trong hiện tượng UFO và tại sao họ muốn giấu các bằng chứng về nền văn minh ngoài trái đất thì vẫn còn là một điều phỏng đoán. Lý do được nêu ra để giải thích cho hành động này là vì chính phủ lo sợ xảy ra một sự hoảng loạn trong dân chúng, các vấn đề an ninh quốc gia và lo ngại xúc phạm đến các nhóm tôn giáo. Bất chấp sự thờ ơ của các phương tiện truyền thông và trái với mong muốn định hướng dư luận trong vấn đề này của một số quan chức trong chính phủ Mỹ, sự kiện Roswell không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay một sản phẩm của nền văn học dân gian hiện đại. Nó liên quan đến những con người có thật và một sự kiện có thật. Đại tá William Blanchard, người đã đưa ra thông cáo báo chí về vụ việc đó, không phải là một người dễ nhầm lẫn. Ông ta vẫn tiếp tục bước đường công danh của mình và được phong cấp hàm cao nhất trong thời bình của quân đội Mỹ. Những nhân chứng khác, trong đó có cả các vị tướng đã nghỉ hưu, đều đã khẳng định rằng thông cáo báo chí mà Blanchard đưa ra là đúng và những mảnh vỡ thu được ở Roswell là có nguồn gốc từ ngoài trái đất. Ngày nay, đã có rất nhiều nỗ lực từ các bên gây sức ép buộc chính phủ Mỹ phải phần nào đó công khai các thông tin mà họ có về UFO rộng rãi ra công chúng. Trong bối cảnh các báo cáo ngày càng tăng liên quan đến việc nhìn thấy UFO, ngày 26 tháng 7 vừa rồi tại thủ đô Washington, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tổ chức một phiên điều trần liên quan đến các hiện tượng bất thường không xác định, an ninh quốc gia và những vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ. Công chúng Mỹ có quyền tìm hiểu về các công nghệ không rõ nguồn gốc, trí thông minh phi con người và các hiện tượng không giải thích được. Tuy nhiên, có lẽ những nỗ lực nhỏ bé này là chưa đủ. Những gì được công bố ra cũng luôn là những sự mập mờ không đáng giá. Cho đến tận bây giờ, các nhà nghiên cứu về vũ trụ vẫn cho rằng việc có hay không sự sống ngoài trái đất đang là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Bởi những gì con người biết về vũ trụ chỉ là một hạt cát, còn những gì chưa biết là cả một sa mạc mênh mông. Dù là người ngoài hành tinh có xuất hiện đi chăng nữa, có lẽ họ cũng sẽ xuất hiện theo một cách cực kỳ khác. Hai xác mẫu vật mới nhất tại Mexico chưa chắc đã là một bước đột phá, nhưng đó cũng như là một ngọn lửa nhỏ giữ cho sự tò mò với người ngoài hành tinh của con người tiếp tục nhen nhóm. Bây giờ, và cả là trong tương lai, sẽ còn nhiều nỗ lực hướng đến việc săn tìm người ngoài hành tinh được thực hiện bởi chúng ta. Vì vậy, hãy cứ giữ vững niềm tin và chờ đợi kết quả tốt đẹp. Video hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn và gia đình có một ngày tốt lành.